chó Nguyễn Tùng Dương hình như có đánh, chả biết là có đánh hay không đánh nữa. Chúng nó đi đánh giải chả bảo gì mình. Mình đi đánh cho vui phải không? Cả team mình nó đi đánh giải hết ra sân gặp toàn người quen. Hay quá. Hai vận động viên đều rất bình tĩnh, đều rất chính xác. Chiến thắng trong pha cầu đôi công này thuộc về ai đây? Liệu đường cầu này có kéo dài hơn 108 chạm so với trận đấu giữa Tiến Minh và Georgie Sen không? Vâng, chiến thắng lại thuộc. Ok, trận đấu bắt đầu, điểm không đều, tỷ số không đều, một pha đập cầu rất hay của Long Phèn. Ok, một hello Ngô Chí Dung. Giải Lai Linh tranh cúp Hà Nội mở rộng anh ơi. Giải Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh. Hello Mạnh Phạm, hello Đỗ Hiếu, hello Công Đức Nguyễn. Vẫn còn. Rồi một pha đập cầu chéo sân mặt các bạn, đây đang là trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn ở nội dung đơn nam. Một đoạn đường khá xa để đến với Hà Nội tham gia giải đấu này. Đó là Long Phèn, một trong những vận động viên hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Rất bình tĩnh, hai vận động viên rất uyển chuyển. Một pha xử lý. Nhà thi đấu Hoài Đức, đúng rồi em ơi, không phải Trịnh Hoài Đức nha mà là Hoài Đức nha. Vâng, Hoàng Đức Minh. Có lẽ là Trung Võ chưa vào tay nên hiện tại anh đang bị dẫn điểm với khoảng cách 3 điểm. Vâng, một danh 1-2 phút giúp Hùng chia sẻ live stream này lên Triệu Cầu Lông được không ạ? Để nhiều người xem hơn. Vâng, vẫn cản phá được. Rất khéo léo. Rất khéo léo. Rất tiếc một pha cầu non ngay sau đó. Hàng đầu của Cầu Lông Phong Trào cũng như các vận động viên trong đội tuyển trẻ của quốc gia Việt Nam. Hai vận động viên rất khéo léo. Rất khéo léo các bạn. Ok, xin chào anh sẽ về. Cảm ơn bạn đã vẫy tay với Hùng. Vâng, một pha chiến. Hãy giúp Hùng chia sẻ những trận đấu hay lên Triệu Cầu Lông. Ngay lập tức Hùng phi dậy khỏi giường và lao xuống nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức với khoảng cách gần 10 km, chỉ trong vòng khoảng 15-20 phút. Hiện tại thì cũng chưa đánh răng rửa mặt và cũng chưa ăn sáng gì. Các vận động viên rất khéo léo. Lại là một pha đánh cầu không chính xác. Tuấn Huy, hãy giúp Hùng, hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này lên Triệu Cầu Lông bạn ơi. Để giúp Hùng chia sẻ live stream này lên Triệu Cầu Lông, lên lòng thời gian của mình được không? Có vẻ những... Vâng, Trung Võ vẫn rất bình tĩnh. Cơ hội là lô Song Vũ. Ok, cảm ơn Song Vũ đã có bình luận. Đã có bình luận, đã có lời khen gửi đến Hùng. Rất mong là bạn có thể... Hello Trương Bách Phương Nam. Đây là giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh nhé bạn ơi. Vẫn rất lì lợm. Vâng, một pha bấm vào. Xin chào tất cả mọi người. Nhiều người chào Hùng quá. Cảm ơn tất cả mọi người. Rất vui vì những cố gắng, những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Mọi người hãy tiếp tục, hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream này đi. Tí nữa, để tí nữa Hùng có động lực. Vâng, một pha vô cầu. Một vô cầu rất kỹ thuật của Long Phèn. Động viên Trung Võ vẫn rất khéo léo. Long Phèn cũng, vâng, những pha dứt điểm cực kỳ khó chịu và hiểm. Trung Võ bét đơn Sài Gòn nhưng đang bị dẫn với điểm số 12-5 hay 13-5 đây. Ok, team mình lại gặp nhau rồi. Hello Thắng Trần, hello Quang, hello Biểu Cương. Vâng, vừa rồi thì các vận động viên trong team của Sport Hùng Badminton Team, toàn anh em của mình thôi. Trong team của mình thì vừa nói là chiều nay hai đứa sẽ gặp nhau. Rất đáng tiếc là Kha Vivo năm học khó tham gia quá anh ơi. Ok, Phạm Hồng Nguyễn Kha. Vâng, lại là một pha chém. Ok, điểm 15-5. Long Phèn đang dẫn 15-5. Trung võ trong quá trình trên khán đài thì anh rất lười khởi động. Ngược lại thì Long Phèn trước trận đấu này anh biết rằng đối thủ của mình rất mạnh và anh đã khởi động trước nửa tiếng đồng hồ rồi.
Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh lần thứ 2 năm 2018. Hiện tại thì Long Phèn của Thái Nguyên đang dẫn trước Trung Võ của thành phố Hồ Chí Minh với điểm số là Ngọc. Quốc Học đang gặp phải chấn thương nên không thể tham gia trận đấu này. Quốc Học là cũng một trong những vận động viên đơn nam trẻ hàng đầu của Đại học Sư phạm và Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Gần đây thì anh đã xuất sắc giành giải nhì nội dung nâng cao giải báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Vâng, Long Phèn múa rất khéo léo. Hello Hoàng Nguyễn Trần, hello Trương Quốc. Kịch tính là có lẽ bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều, cũng như là tinh thần tập luyện của các bạn sau khi đi xem các giải đấu này chắc chắn sẽ lên. Quá khéo léo thực sự luôn. Người xem rất quen thuộc, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thường xuyên theo dõi live stream và ủng hộ Hùng. Hiện tại thì Trung Võ đang bị dẫn điểm với tỷ số khá sâu, khoảng cách là gần chục điểm cơ. Cầu lông Phong Trào Việt Nam hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do sân bãi cũng như là sự khởi động và tập trung chưa được tốt nên anh đang kê toàn những cô gái xinh đẹp thôi. Cần nâng chất lượng live stream nhưng anh không biết làm thế nào để nâng chất lượng live stream cả. Lại là một pha xử lý cầu lỗi của Trung Võ Asep. Bởi vậy mà Trung Võ có vẻ đang tập trung, không tập trung và đang buông xuôi ở set này thì phải. Long Phèn cũng, các bạn hãy xem đi, những bước di chuyển và những chính xác. Anh Mạnh Phạm ơi, một trong những vận động viên đơn nam phong trào hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream và lên chợ cầu lông được không mọi người ơi, để nhiều người có thể xem được những trận đấu hay. Và càng nhiều người xem thì Hùng sẽ càng có động lực để live stream những trận đấu tiếp theo. Vừa rồi thì Hùng đã phải di chuyển khoảng 10 km trong vòng 15-20 phút để đến với sân nhà thi đấu. Hiện tại chưa đánh răng rửa mặt và cũng chưa ăn sáng gì cả. Mọi người hãy cổ vũ, hãy động viên cho nỗ lực của Hùng. Vâng, cầu trong sân, trong những vận động viên hàng đầu đến từ câu bộ Hà Trì, có những thành tích rất cao trong cầu lông phong trào đôi nam miền Bắc Hà Nội. Hello Nam Trần, hello Vũ Duy Cởi, hello LT Nong. Vâng, vẫn còn, vẫn rất dài. Rất khéo léo, những pha xử lý rất khéo léo của các vận động viên. Vâng, Võ cần thi đấu tập trung và quyết tâm hơn nếu anh muốn giành chiến thắng trước vận động viên Long Phèn. Lại là một pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, một pha dứt điểm thẳng vào người. Đã có góp ý nhá, hello Tuấn Đình. Mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này đi. Hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông đi. Trận đấu giữa Trung Võ của Hồ Chí Minh, anh đã phải di chuyển một quãng đường khá xa để ra Hà Nội đánh giải Hà Nội mở rộng này. Vâng, cảm giác rất tốt, cầu ngoài sân. Trung Võ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên kia áo trắng là vận động viên Long Phèn nhá. Cảm ơn mọi người đã có những góp ý và những pha bay người rất nỗ lực. Đang tỏ ra rất tập trung, không giống như ở set đấu thứ nhất. Bởi vì nếu anh thua trong set đấu thứ hai này thì chắc chắn anh sẽ phải về thành phố Hồ Chí Minh đấu với Tiến Minh và lên được điểm số 15 nha các bạn. Trung Võ là một trong những vận động viên cầu lông đơn nam hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Long Phèn rất nhanh, có thể thi đấu tập trung và giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này để chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng set đấu thứ ba, một set đấu cân não nhất. Vâng, có vẻ gần đây theo mọi người, những anh em hay chơi cùng Long Phèn thì mọi người cho biết rằng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì anh chỉ xếp khoảng thứ hai, thứ ba thôi. Và gần đây Long Phèn Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh được tổ chức tại nhà thi đấu quận Hoài Đức. Quá khó chịu. Vâng, điểm số đang là 6-1. Điểm số đang là 6-1. Vẫn còn, vâng. Một nỗ lực quá hay, vỗ tay. Điều khiển được cái chất lượng video bạn ơi. Một pha đập cầu rất mạnh. Động lực để live stream những trận đấu hay và hấp dẫn tiếp theo đi. Hãy giúp Hùng chia sẻ live stream. Bạn được xem live stream không mất công, không mất sức gì. Còn Hùng thì phải di chuyển một đoạn đường khá xa, cũng như là mất khá tốn công sức để có thể gửi những trận đấu hay đến mọi người. Vì vậy mọi người hãy giúp Hùng. Em cảm ơn anh Mạnh Phạm rất nhiều.
liên tục là những pha hai nhịp từ các vận động viên. Trùng hơn nếu anh không muốn về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Hello Thanh Sơn. Ok, điểm đang 97 cho Long Phèn nhá. Trong set đấu thứ nhất thì Long Phèn cũng dẫn với điểm số khá là sâu. Là cầu Lai Linh ấy ạ. Chắc là đánh cầu Lai Linh bởi vì giải Lai Linh mà. Hello Duyên Nguyễn, hello anh em. Ok, người xem rất lạ. Mọi người hay, những người xem lạ hay cho Hùng cơ hội được làm quen với các bạn, hãy gửi lời chào gửi đến Hùng. Và sau live stream thì Hùng sẽ nhắn tin là làm quen với các bạn được không ạ? Sau live stream Hùng sẽ nhắn tin. Vâng, những nỗ lực, Hùng tin rằng nếu mà Trung Võ nỗ lực nhiều hơn, có lẽ xét đấu thứ hai này, xét đấu thứ hai này anh có thể giành chiến thắng đấy. Trung Võ là một trong những vận động viên phong trào hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là Long Phèn cũng là một trong những vận động viên đơn nam hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Quá hay. Thực sự trận đấu này quá hay, Hùng cảm thấy rất vui khi mình đã live stream trận đấu này cho các bạn. Rồi, chiến thắng trong pha cầu đôi công vừa rồi thuộc về Long Phèn. Chia sẻ lên chợ cầu lông đi các bạn. Hiện tại thì đang có gần 400 người xem rồi. Và Hùng mong muốn con số này sẽ tăng lên 400 và tăng lên con số 500 nào. Trận đấu thứ 3 thì mới gọi là xứng tầm ngang cơ với nhau. Mà thua trong 2 set thì rất đáng tiếc. Gắn thẻ Nguyễn Tùng Dương. Vâng, cái mặt Nguyễn Tùng Dương vừa thò ra nó đã đòi gắn thẻ rồi. Hello Lương Trung Dũng. Chứng tỏ Nguyễn Tùng Dương là một nhân vật khá nổi tiếng. Anh vừa xuất hiện trên màn hình live stream thì đã được yêu cầu gắn thẻ rồi. Tiểu số bao nhiêu rồi, ra xem cho anh đấy. Ok, điểm số 12-10, vâng. Lại là một pha quang. Hello Lê Diệu Linh. Trung Võ là người đã từng thi đấu với vận động viên Nguyễn Tiến Minh. Ok, Quang Hà có lời chúc gửi đến Trung. Có rất nhiều người. Có rất nhiều người. Mọi người hãy giúp Hùng tiếp tục chia sẻ live stream để cổ vũ cho vận động viên Trung Võ để chúng ta có thể kéo đến set đấu thứ 3 nào. Tuyệt đập cho Jun. Vẫn rất hay thế nhỉ? Lòng phẹt non, đập thẳng vào người, cầu giữa đập thẳng vào người. Vẫn rất vật, vừa rồi là một tình huống. Thanh Sơn có nhớ đến vận động viên Vũ Thiết không em ơi? Vũ Thiết. Hello Phạm Khắc Lộc. Nguyễn Học của Sport Hùng Badminton Team sẽ gặp nhau. Hello Minh Phạm. Khê chú ý ạ. Phải rời giải đấu sớm và anh lại phải book vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Vì vậy cần tập trung nhiều hơn. Hùng biết rằng Trung Võ đang rất tập trung, Hùng biết rằng Trung Võ đang rất nỗ lực, tuy nhiên đối thủ của anh là Long Phèn, một vận động viên rất xứng tầm. Hay thế nhỉ? Ôi, lại là một pha cầu ngoài. Phút thi đấu cuối cùng của set đấu thứ hai rồi. Trung Võ cần bung lụa, Trung Võ cần tỏ ra lớn, tỏ ra xuất sắc hơn trong những tình huống cầu cuối cùng này. Vẫn còn, vẫn rất hay. Một trận đấu quá hay luôn mọi người ạ. Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream để nâng con số những người xem lên. Chó Nguyễn Tùng Dương hình như có đánh, chả biết là có đánh hay không đánh nữa. Chúng nó đi đánh giải chả bảo gì mình. Mình đi đánh cho vui phải không? Cả team mình nó đi đánh giải hết ra sân gặp toàn người quen. Hay quá. Hai vận động viên đều rất bình tĩnh, đều rất chính xác. Chiến thắng trong pha cầu đôi công này thuộc về ai đây? Liệu đường cầu này có kéo dài hơn 108 chạm so với trận đấu giữa Tiến Minh và Jordi Sen không? Vâng, chiến thắng lại thuộc về Long Phèn rất xuất sắc. Điểm số 19-14, khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Chưa kết thúc, chưa được nói được điều gì. Hùng hy vọng là sẽ có những điều bất ngờ xảy ra để trận đấu này nó càng trở lên kịch tính và hấp dẫn hơn. Mọi người có đồng ý hay không? Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông được không mọi người ơi? Nhiều người nói rằng Trung Võ có phong cách thi đấu rất giống Nguyễn Tiến Minh, kể cả động tác lẫn lối đánh. Điểm số 19-14. 20-14, điểm số cuối cùng của trận đấu này rồi. Còn cơ hội gần như là không còn cho Trung Võ.
điểm 15-20 có thể xảy ra hay không? Rất khó, rất khó. Bỏ qua đi, lên. Hùng cứ tưởng rằng Trung Võ có thể lực tốt hơn Long Phèn rất nhiều, tuy nhiên rõ ràng thể hiện trong xét đấu này, trong trận đấu này thì hai vận động viên có thể lực ngang bằng nhau. Được theo dõi những trận đấu hay không kém phần những trận đấu này cả. Các bạn hãy sẽ tiếp tục được theo dõi. Mọi người hãy truyền động lực cho Hùng làm điều đó. 17-20. Vâng. Long Phạm cố lên anh dài. Ok. Cầu trong sân, điểm 18-20. Hai điểm nữa thôi. Hai điểm nữa thôi. Thành phố Hồ Chí Minh hãy tiếp tục cổ vũ cho Trung Võ, hãy tiếp tục thả tim đi. Thả tim nhiệt tình vào. Liệu điều kỳ diệu có xảy ra? Điều kỳ diệu xảy ra nếu các bạn thả tim nhiều hơn. Trong hay ngoài? Trong sân. Trong sân, 19-20. Trong sân. Sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình. Cố lên, cố lên. Cố lên. Vâng. Rõ ràng Trung Võ rất bình tĩnh nếu trong tình huống vừa rồi anh rất tiếc, rất tiếc, rất đáng tiếc. Trời ơi, cố gắng như thế rồi. Điểm 20-19, trận đấu thứ hai kết thúc. Rất đáng tiếc cho vận động viên Trung Võ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải rời giải đấu ở vòng đấu ngoài trước vận động viên Long Phèn đến từ Thái Nguyên. Chắc chắn sau trận đấu này, vận động viên Long Phèn, cái tên Long Phèn sẽ càng nổi tiếng, sẽ càng được nhiều người biết đến. Rất đáng tiếc, chia buồn với Trung Võ. Trung Võ đã phải bỏ công bay máy bay ra ngoài Hà Nội để đánh giải. Rất tiếc là anh đã phải rời giải đấu sớm. Bó gối là một thiết bị, là dụng cụ giúp chúng ta có hai chức năng. Một đó là chức năng hỗ trợ, hai đó là chức năng bảo vệ. Hỗ trợ tức là như nào? Khi mà chúng ta gặp chấn thương, bị đau đầu gối hoặc các chấn thương về đầu gối thì chúng ta đeo cái bó gối vào, nó sẽ bảo vệ một cách an toàn cho chân và hạn chế các lực không đáng để nó tác động vào đầu gối khiến cho đầu gối chúng ta bị chấn thương nặng hơn và đau hơn. Cùng đó cho cái tác dụng để phòng ngừa chấn thương ấy thì đơn giản thôi, có nghĩa là khi nào anh em, cho Hùng hỏi là anh em nghĩ là khi nào mà mình dễ bị chấn thương nhất ạ? Mọi người có đáp án không ạ? Theo Hùng, khi mà mình dễ bị chấn thương nhất đó chính là khi mà chúng ta mệt, chúng ta uể oải, khi đó chân tay chúng ta sẽ rã rời và lúc đấy cái sự kết nối các dây chằng các thứ nó sẽ yếu. Hôm nào anh em cứ uể oải mà đánh cầu thử xem, rất dễ bị chấn thương luôn. Hùng tin là anh em đã từng bị chấn thương thì cũng thường bị chấn thương vào những cái thời điểm như thế. Bởi vậy mà mọi người nên sở hữu cho mình một vài cái thiết bị bảo vệ như này, thì khi nào mà mình cảm thấy chân tay nó rã rời, nó đi làm việc vì nó mệt ấy, thì mọi người hãy đeo nó vào cho nó an toàn. Đấy, Hùng toàn không phải là chấn thương mới đeo, mà là đeo để chống chấn thương, phòng ngừa chấn thương. Thì đây, cái sản phẩm mà bên Hùng vẫn bán xưa nay cực kỳ chạy trên thị trường, đang là top đầu của các sản phẩm bó gối trên kênh thương mại điện tử Shopee. Thì đặc điểm của loại này nó là có 3 đai. Đai giữa, đai trên và đai dưới, nó giúp do giữ nó rất là chắc chắn ở chân, nó sẽ không bị trượt. Nó sẽ không bị trượt mà giữ rất là chắc chắn. Cùng với đó nó có hai đường silicone trên này, hai đường silicone phía dưới này. Nó sẽ, đây là cái công nghệ điển hình của thương hiệu online, nó giúp cho chúng ta không bị trượt. Cái bó gối sẽ không bị trượt lên hoặc không bị trượt xuống. Cùng với đó là nó có các thanh lò xo, mọi người thấy bên này có hai thanh lò xo và bên này cũng có hai thanh lò xo. Hai thanh lò xo này để giúp chúng ta trợ lực trong quá trình mà chúng ta di chuyển, giả sử như nhá. Khi chân mọi người yếu, mọi người vươn ra cứu cầu ở xa ấy. Vươn chân ra cứu cầu xa thì mọi người sẽ thường yếu chân và bị khuỵu chân, đúng không? Thì hai thanh lò xo này với tác dụng là khi mà chúng ta vươn ra thì nó sẽ cong xuống như này, đúng không? Nó sẽ tạo ra phản lực, đúng không? Nó sẽ đẩy lên như này, đúng không? Nó bốn thanh lò xo này nhá. Bốn thanh lò xo, hai thanh ở hai bên này, khi chúng ta khuỵu chân xuống nhá, thì nó sẽ có cái phản lực trở lại để giúp cho chân chúng ta có cái lực phản trở lại. Có nghĩa là nó trợ lực cho chân của chúng ta, khi mà chân chúng ta yếu thì đeo cái này vào nó sẽ chắc chân hơn, trợ lực và giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn, cũng như là nó bảo vệ chân. Đấy, Hùng rất là thích. Còn nó là ở giữa này nó có một miếng silicone tròn này. Với cái miếng silicone này thì nó sẽ bao cái gối của chúng ta, bao cái gọi là cái bánh chè đầu gối ấy, để tránh những cái chấn thương, ví dụ như kiểu chạch bánh chè, hoặc là ví dụ như chấn thương đó là khi mà chúng ta bay người hay đổ người mà đầu gối chúng ta chạm xuống đất thì nó sẽ không bị chảy xước. Cái này nó sẽ rất là êm, cái silicone này, miếng silicone này nó rất là êm. Đó, đấy là lý do mà tại sao mà Hùng rất thích cái sản phẩm bó gối này. Đấy, rất là nhiều các vận động viên đã sử dụng nó. Ngày xưa là Hùng quan sát, là Hùng mới để ý đến cái kiểu thiết kế này, mọi người biết tại sao. Bởi vì cái đợt đấy nói thật là Hùng thấy cái vận động viên Huy Con, tay vợt đơn nam số 1 tỉnh Thái Nguyên, từng là tuyển quốc gia ấy, thì bạn ấy sử dụng cái bó gối kiểu thiết kế ba đai như này. Thế là về Hùng tìm hiểu các thương hiệu khác nhau và Hùng cũng test rất là kỹ, và cuối cùng là thương hiệu Outline là một trong những thương hiệu mà Hùng đánh giá là cao nhất trong cái dòng thiết bị bảo vệ này, nên là Hùng đã quyết định hợp tác và Hùng đã nhập hàng của bên họ. Đó. Đấy là sản phẩm thứ nhất, tí nữa Hùng sẽ quay video hướng dẫn giới thiệu nhé. Ok, tiếp theo hai sản phẩm mà Hùng vừa mới nhập về và Hùng đã test cái sản phẩm này rồi. Hùng đã test nó một tuần nay rồi và Hùng cũng cảm thấy rất là ưng ý.
với cái sản phẩm ba đai vừa rồi ấy, thì nó có một điểm yếu, đó là khi chúng ta đeo vào, nếu chúng ta chưa quen ấy, thì cảm giác nó sẽ rất là cộm chân. Tuy nhiên thì nó lại hỗ trợ lực của chúng cho chúng ta rất tốt. Có nghĩa là được cái này thì mình mất cái kia. Nghĩa là mình đeo nó hỗ trợ chân cực kỳ tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chạy ấy, có nghĩa là nó sẽ bó cái chân và cảm giác nó cứng và cảm giác hơi khó chịu. Nhưng dĩ nhiên là Hùng đeo nó quen rồi nên Hùng thấy bình thường. Có nghĩa là cái nào mà mình mới chưa bao giờ từng làm thì mình làm vào mình sẽ thấy cảm giác nó khó chịu, chưa quen đâu, nhưng mà đeo nhiều nó quen. Thì cái bó gối này thường sử dụng xưa nay rồi, và đợt vừa rồi thì còn test thêm loại bó gối này nữa. Online nha anh em, chính hãng 100% đấy ạ. Bình thường anh em mua ở ngoài giá bao giờ cũng sẽ gấp đôi so với Hùng bán. Đấy, thì đây, ở giữa này nó cũng có miếng silicone như cái vừa rồi, nó sẽ giúp chúng ta, nó là đệm ở đầu gối này, nó đệm lên bánh chè để không tránh được những chấn thương như chạch bánh chè, và khi mà chúng ta ngã thì chúng ta sẽ không bị chảy xước. Ví dụ như bay người ấy, anh em nào hay thích bay người cứu cầu ấy, thì đeo cái này nó rất là an toàn. Đấy, về chất liệu của cái này thì nó không phải là cái kiểu vải bị sờn. Cái chất liệu vải này nó sẽ không bị sờn, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Mọi người giặt giếc các thứ thoải mái luôn, không bị sờn. Tiếp theo nó cũng có silicone, mọi người có thấy không? Đường silicone vòng tròn bên trong, nó sẽ giúp cho mình sẽ lộn nó ra nhé. Mình sẽ lộn nó ra. Đây, chất liệu bên trong mọi người nhìn thấy, chất liệu này nó không bị sờn. Và nó có miếng silicone đây, nó sẽ rất là êm cho đầu gối. Cùng với đó mọi người có thể nhìn thấy nó có hai thanh lò xo hai bên nhé. Đây, thanh lò xo bên này, thanh lò xo rất là khá là cứng để trợ lực mà. Này, mọi người thấy không? Bên này cũng có một thanh, hai bên hai thanh. Đấy, và loại này nó có silicone ở trên này, nó cũng giúp chống trượt xuống dưới. Đó, rất là nhiều công nghệ và chất liệu rất là ngon. Với cái bó gối này thì nó có size anh em ạ. Nó có size, nhưng mà tuy nhiên Hùng phải đánh giá thật luôn là người Việt Nam mình ấy đeo size M thôi ạ. Hùng thấy nó thiết kế ra các size M, size L nhá. Nhưng mà size L Hùng kinh nghiệm rồi. Hùng kinh nghiệm rồi, bó bắp chân cũng thế. Thực ra bó bắp chân nó có size M, size L đấy. Nhưng mà chỉ nhập size M thôi, bởi vì Hùng đã từng đeo thử size L rồi. Size L nó không ôm lắm, nên là cảm giác nó hỗ trợ không nhiều. Đấy, thì cái bó gối này cũng thế. Hùng chỉ nhập size M thôi. Anh em nào chân to lắm thì mới đeo size M, nhưng gần như cái trường hợp đấy hiếm lắm. Chân phải cực to mới đeo size L ấy, như chân Hùng cũng khá là to. Tí nữa Hùng quay cho mọi người xem, tại vì tí nữa Hùng sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Thì nó đang nói bạn nào này. Size M, size L đúng không? Đấy, thì nếu mà mọi người mua thì mọi người chỉ lên mua size M thôi, Hùng không nhập L đâu. Biết nó rộng rồi mua nhập về làm gì. Đấy, Hùng sẽ lộn nó lại nhá. Với cái này Hùng đã trải nghiệm một tuần rồi và Hùng rất là ưng ý. Đặc điểm của cái này thì nó cũng hỗ trợ được khá là nhiều, hỗ trợ lực khá là nhiều với hai miếng lò xo hai bên này và cái đệm silicone này. Nó điểm nó kém hơn cái bó gối đen mà Hùng vừa giới thiệu vừa rồi, đó là cái bó gối đen kia chúng ta có thể tùy chỉnh kích cỡ bởi vì nó sử dụng miếng dán, còn cái này thì kích cỡ nó cố định như thế rồi. Nhưng mà như Hùng đã nói ấy, anh em cứ mua size M là đi ok, size M là đi ok, đừng quá quan trọng vấn đề size. Hùng tư vấn thế là có cơ sở hết, Hùng đã trải nghiệm, Hùng thử hết rồi. Bó bắp cũng thế, chân to vẫn đeo size M thôi, không đeo size L. Size L không nhập. Đấy, thì đây là sản phẩm, thì Hùng sẽ hướng dẫn sử dụng. Với cái này thì cái về cái trợ lực thì Hùng nghĩ là nó sẽ kém hơn cái đen kia một chút, nó kém hơn cái đen kia một chút, nhưng về độ dễ chịu thì cái này sẽ mang lại cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái cho chân hơn là cái đen kia. Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm, anh em thích loại nào thì dùng loại đó. Và cuối cùng loại thứ ba này, ngày trước thì Hùng nghĩ là cái loại này là trước khi nhập thì Hùng nghĩ loại này nó cũng rất là ok, nhưng khi nhập về Hùng test thì Hùng cảm thấy không hài lòng về cái này. Tại sao Hùng không hài lòng thì Hùng sẽ giới thiệu đến anh em ngay. Thứ nhất, cái này thiết kế nó rất là đơn giản. Một là bên trong nó chả có silicone chống trơn nào hết. Chất liệu vải cũng không thể tốt bằng hai cái kia được. Này, Hùng lộn ở trong để xem. Đây là review đánh giá thực sự nhé. Này. Đây, chất liệu vải thì cũng gọi là được. Nhưng mà nó không có miếng silicone đệm ở giữa này nhá. Tiếp theo nữa là nó không có cái silicone trên dưới để chống trượt nhá. Đúng không? Và cuối cùng này, về cái miếng nó cũng không có cái lò xo, không có cái thanh lò xo nào để trợ lực hết. Nó chỉ có thêm hai cái đai này thôi. Hai cái đai này để làm gì thì Hùng hướng dẫn sử dụng và Hùng sẽ chỉ ra nhược điểm. Đấy, đấy là những nhược điểm nó thiếu rất là nhiều. Thiếu silicone, thiếu đệm silicone giữa, silicone chống trượt ở trên này, và thiếu cả xanh thanh lò xo trợ lực nữa. Thì về cái tác dụng mà bảo vệ và hỗ trợ thì Hùng nghĩ là nó không nhiều, mà nó lại còn thêm đặc điểm nữa, cực kỳ yếu kém nhá. Mọi người thấy trong quá trình sử dụng Hùng dán này, mọi người thấy nó chảy hết, nó chảy hết cả cái lớp da đây không ạ, hai bên. Mọi người biết tại sao không? Tí nữa Hùng hướng dẫn sử dụng ba loại thì mọi người sẽ biết. Bây giờ Hùng tạm thời cắt video này và Hùng sẽ quay xuống chân để hướng dẫn sử dụng mọi người ba loại. Thì cái loại này là trong ba loại Hùng chọn, thì cuối cùng Hùng đã chọn ra hai loại tốt nhất của thương hiệu online rồi. Tốt nhất của thương hiệu online, hai loại này đều rất là ok và gần như là không có nhược điểm. Nhược điểm thì chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận, ví dụ như cái này thì hơi cộm chân. Còn cái này thì vấn đề về size một chút, thực ra đấy là nó nằm ở vấn đề suy nghĩ của chúng ta đâu. Còn cái này thì thực sự có quá nhiều nhược điểm để mình đánh giá vào. Bây giờ Hùng sẽ cắt để chuyển sang đoạn hướng dẫn sử dụng. Hello anh em, và bây giờ thì Hùng sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng ba cái loại bó gối mà Hùng vừa mới review, và Hùng sẽ chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của nó thêm cho anh em. Ok, đầu tiên là bó gối loại này.
chúng ta rất đơn giản. Mọi người trước tiên Hùng hỏi mọi người có thấy chân Hùng to, chân Hùng cũng khá to đúng không? Thậm chí to hơn nhiều anh em. Nhưng cái này Hùng cũng chỉ đeo size M đấy ạ. Mọi người xem nhá. Đây, cứ xỏ vào thôi, đút chân xỏ vào. Cái này thì dùng sử dụng rất là dễ dàng và cảm giác nó khá là dễ chịu. Đây, xỏ vào. Đấy, thế thôi. Xỏ. Đấy, ok không anh em? Đấy thì mọi người có thể thấy này, khi Hùng co chân lại thì hai cái miếng, cái thanh cao su này, cái thanh lò xo ở hai bên này, nó sẽ tạo ra phản lực, nó sẽ tạo ra phản lực, nó hỗ trợ lực cho chân này. Còn cái miếng silicone này, nó bao trùm cái bánh chè đầu gối, khiến bảo vệ chân mình khỏi những chấn thương như trạch bánh chè hoặc là ngã bị trầy trước này. Đấy, với cả nó có cái silicone này, đường silicone này nó chống bị trượt từ trên này xuống dưới. Nhưng dưới này nó rất là ôm chân, cái này rất là ôm, mà cái chất liệu này nó cũng rất là thoáng và không bị trầy. Đấy thì đây, mình rất là ưng về thiết kế này và đeo vào cảm giác nó cũng rất là thoải mái. Đấy, khi đeo ấy ra thì hoàn toàn lột ngược như này, lột ngược được. Anh em nào gọi là dùng cẩn thận hơn thì kéo nó từ từ xuống, còn Hùng hoàn toàn lột ngược thôi. Cái việc lột ngược như thế thì nó cũng sẽ khiến cho cái này nó sẽ bị rão. Dĩ nhiên là cái này rão, cái khả năng chống rão của cái này cực kỳ tốt anh em. Cái chất liệu của nó giống như kiểu chất liệu lò xo co giãn ấy, chứ không phải là kéo ra xong nó bị giãn ra luôn, mà nó kéo ra nó co lại, kéo ra nó co lại, kéo ra nó co lại. Đấy thì cái này Hùng rất là ưng. Tiếp theo là bó gối, như mọi khi mà Hùng vẫn giới thiệu đến anh em, đây là loại Hùng bán từ xưa nay rồi và đang có doanh số cao nhất trên kênh của Hùng trên Shopee luôn. Bó gối, đây chữ online, đây thương hiệu online. Với bó này thì mình phải cuốn, rất đơn giản, đưa chân ra, đặt đây, đặt cái vòng tròn bánh vào giữa cái bánh chè đầu gối, xong chúng ta sẽ luồn về phía sau cái đai giữa, cúi thấp xuống tí nữa. Đấy, đặt vào duỗi thẳng đầu gối nhá. Đầu tiên anh em phải duỗi thẳng, chứ anh em đừng có đặt như này, duỗi thẳng đầu gối, xong cuốn cái đai giữa vào, kéo sang. Rồi, để nó giữ cân bằng hai bên, xong bắt đầu mình sờ phía sau này, mình quấn một cách tự nhiên sao cho phía sau này sờ không bị cộm. Nếu mọi người quấn nó chạch đi nó sẽ cảm giác cộm đấy, và mọi người hãy quấn vào. Ở đây Hùng quấn ngược, cái chiếc outline nó phải ở bên trên đây. Đây đấy thì Hùng đeo đai xong rồi Hùng lại đeo cái đấy, Hùng quấn nốt trên cái này nha. Nó có hai cái băng dính á, một băng dính ở đây và một băng dính ở đây, nên là nó giữ rất là chắc, nó giữ rất là chắc và đều này. Mọi người thấy không, băng dính ở đây nó dính vào trước xong nốt cái này. Đấy, thiết kế rất là cẩn thận luôn. Đấy, và tiếp theo còn cái này còn lại. Đấy thì cái này nó hỗ trợ lực gối cực kỳ nhiều luôn. Nó có hai thanh lò xo ở hai bên này mà, với cả có ba đai thì nó sẽ lại càng chắc chắn. Với cái này thì anh em đi chưa quen ấy thì sẽ cảm giác cụm chân hơi khó chịu, nhưng mà đi quen rồi thì cảm giác nó hỗ trợ chân mình rất là nhiều. Nó hỗ trợ chân mình rất là nhiều. Và đây là một trong những cái bó gối mà Hùng ưng ý nhất. Cái này thì đeo thì nó cảm giác dễ chịu hơn, nhưng mà cảm giác nó rất trợ lực, không thể bằng con này được. Con này sẽ trợ lực tốt hơn một chút vì nó có 4 thanh lò xo và nó có 3 đai, có 3 đai và 4 thanh lò xo. Tiếp theo loại cuối này này, như Hùng đã nói nhược điểm của nó như nãy rồi đấy, không có silicone ở giữa, nó chỉ may đường vải tạo thành cái hình này thôi, nó chả có tác dụng gì hết cả. Tiếp theo nữa là chả có silicone chống trượt này, với cả chả có thanh lò xo nào hết. Thiết kế rất là đơn giản và chất liệu của nó cũng không bằng hai con kia luôn. Bây giờ Hùng hướng dẫn anh em cách sử dụng cái này nhé. May là mình nhập tép, mình chỉ nhập mấy cái thôi đấy, chứ vội vàng mà nhập sớm thì đây. Cái này thì đặc điểm của nó có ưu điểm thì chất nó cũng rất là ôm chân, rất là ôm, nhưng mà nó không có lò xo này, nó không hỗ trợ lực nhiều, với cả không có cái chống trượt, cái silicone chống trượt này. Tiếp theo một điểm nữa, đây này mọi người có thể nhìn thấy này, cái chất liệu của nó bị sờn hết lên này. Mọi người biết tại sao Hùng sẽ sử dụng mọi người cách quấn này. Này, nó sẽ có hai cái, nó sẽ có hai cái đai như này, và việc của chúng ta là quấn như này, quấn như này, quấn phía dưới nhé, muốn chéo lên, xong rồi chúng ta quấn vào đây. Đây nó có mỗi miếng như này để chúng ta dán vào thôi, nhưng chúng ta chỉ được dán một nửa thôi, chúng ta chỉ được dán một nửa vào cái miếng dán này thôi nhá. Trong khi cái miếng dán này thì nó rất là to, miếng dán này nó rất là to này mọi người, mà chúng ta chỉ được dán một nửa thôi, có nghĩa là một nửa còn lại nó sẽ bị dính vào đây, một nửa còn lại sẽ dính ra ngoài chất liệu này, và cái miếng một nửa còn lại nó dính vào đây. Thì khi chúng ta bóc ra mọi người xem nhé, đấy nửa còn lại nó sẽ làm, nó sẽ dính rất chắc vào cái này và nó làm sờn hết cái lên. Đây mọi người nhìn này, nó sờn hết cả lên này. Cái này Hùng nghĩ dùng một thời gian là hỏng hết này, người đấy chất liệu bị sờn hết lên này. Đấy may mà Hùng nhập về test kỹ, Hùng không, đây sờn hết cả lên này. Đấy thì quấn vào như này một nửa như này nhá, xong cái còn lại thì mình cũng chiếu quấn tương tự phía dưới, cũng vòng ra đằng sau, vòng và quấn nốt lửa còn lại, thì nó cũng sẽ bị dính ở phía ngoài này. Khi chúng ta tháo nó ra thì nó sẽ bị chảy, mọi người thấy không? Đây nhá,
đấy là điểm yếu của cái này. Tiếp theo điểm yếu của cái này là vấn đề về size nữa. Vấn đề về size và vấn đề cái dây này nó kéo nhá, nó chỉ được phép dán vào đây thôi, chứ nó không được dán ở chỗ khác. Đây này, mọi người có thể nhìn thấy nó chảy hết cả chất liệu ở hai bên này ra nhá. Cùng với đó là cái này chỉ có một, nó có nhiều size SML, nhưng mà cái việc mà chúng ta dùng cái dây này chúng ta kéo như này ấy, thì một thời gian nó cũng sẽ bị rão hết cái dây này ra, và việc chúng ta cuốn như này nó sẽ không còn chắc nữa, chính ra chúng ta phải kéo nhiều hơn như này thì nó chỉ đến đây thôi. Đó, đây là điểm yếu. Đấy, đây là điểm yếu của cái này. Còn về điểm tốt của cái này thì dĩ nhiên là nó sẽ mang lại cảm giác thoải mái. Và cái dây này thì nó cũng sẽ có tác dụng một phần là nó đỡ trên, đỡ dưới, nó cũng sẽ tạo ra gọi là cái hỗ trợ một chút về lực cho chúng ta. Đấy, thì cái này Hùng nhập mấy cái. Nếu mà anh em nào ưng được cái này, nếu mà anh em ưng cái này, Hùng bán anh em 50 nghìn một cái thôi. Bán anh em 50 nghìn một cái, cái này bán lỗ vốn. Bán anh em 50 nghìn một cái, nếu anh em lấy cái loại này nha. Tại vì nhập mấy cái về test thì còn thừa đấy. Bán rẻ nhá, chính ra cái này cũng phải bán bằng gần bằng giá mấy con kia đấy. Cũng phải tầm hơn 100 nghìn đấy. Nhưng mà một khi Hùng đã không cần. Thực ra cái này bảo bán cho anh em cũng không ổn lắm nhỉ. Tại vì mình chưa ưng nhưng mà bán mọi người cũng không ổn lắm. Thôi cái này cứ giữ chơi chơi cho đến nào vậy. Tôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhá. Nếu mà mọi người có nhu cầu về cái sản phẩm bó gối để giúp chúng ta trợ lực về chân, giúp chúng ta bảo vệ chân cũng như là bảo vệ khỏi chấn thương, mọi người hãy liên hệ Hùng nha. Giá thì nó rất là rẻ thôi. Cái loại này là 140 nghìn một chiếc một chân nhá. Loại này là 160 nghìn một chiếc một chân. Và đó là một mức giá cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt cho những cái sản phẩm nó vô cùng chất lượng và thiết kế hiện đại như này. Nếu anh em ra ngoài thị trường anh mua ấy thì anh em mua nó cũng phải rơi vào tầm hơn 300 nghìn, ít nhất là hơn 250-300 nghìn, mà không bao giờ có thể có những cái công nghệ và chất lượng tốt như này. Đây Hùng thực tế Hùng trải nghiệm rất là nhiều dòng sản phẩm rồi, vì đơn giản Hùng là người chơi cầu lông và Hùng cũng đã từng trải qua những chấn thương và Hùng cũng gặp rất là nhiều vấn đề, thế nên là Hùng đã trải nghiệm rồi test rồi mới giới thiệu đến anh em, và bán rất lâu rồi, mọi người đều rất là ưng ý đấy. Giá cực kỳ tốt, cái này có 140, cái này 160, hơn nhau 20 nghìn thì nó cũng không đáng kể. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở cái video, những video tiếp theo của Hùng, có thể là video các giải đấu cầu lông hoặc là cũng là video mang những cái sản phẩm chất lượng đến cho anh em thì sao. Bye bye.